Sách bộ vô cùng xinh xắn và rất là dễ thương đây các chị ơi. Và mọi người có thể thấy được thiết kế nó mặc cho người là phía trên là một chiếc áo ngắn cho các chị nè. Phần dưới là một chiếc quần ống suông. Và các chị phối lại một set với nhau thì mình cũng có thể phối riêng cũng được. Ví dụ áo này mặc với quần khác, chân váy khác, và quần này mặc với áo khác cũng xinh luôn nha. Thiết kế phần áo sẽ có cái bo chung cho mọi người ngay eo đây, và sẽ có đính ngọc trai từ trên xuống dưới cho mình. Và phần cổ là cổ vuông và nó có hơi vẹt nhẹ một tí xíu phần vai. Phần tay nó sẽ phồng cho các chị mặc, giúp là che được cái điểm bắt tay cũng như phần vai cô, và nhìn nó hơi tiểu thư đúng không nè. Hai túi hai bên cho các chị và chất liệu là bằng vải lụa, mặc rất là mát. Và cái set này bên em có 3 màu tổng cộng. Xoay một vòng cho các chị coi xong rồi em chuyển sang cái màu khác nha. Rồi màu này là màu kem các chị ha, màu nâu nhạt. Bây giờ em chuyển sang một cái màu nữa, nhớ coi hết clip của em nha. Màu đen là một cái tông màu thì em nghĩ tất cả những chị nào mình cũng có thể mặc được hết. Những chị tròn người hay là những chị da ngâm, da trắng mặc đều đẹp nha. Không hề kén da, và màu đen là một cái tông màu cơ bản. Các chị có thể phối được nhiều phụ kiện khác nhau. Và mình có thể là phối phụ kiện giày, dép, túi xách, màu sắc nào cũng hợp luôn nha các chị nha. Thiết kế vẫn giống như màu đầu tiên thôi, vẫn là có cái bo chung ngay quần đây cho các chị nè. Áo thì cũng có bo chung ngay eo ha. Mình mặc rất là thoải mái luôn. Và hai túi hai bên cho các chị. Phía trên là vẫn đính ngọc trai cho mình chạy viền từ trên xuống dưới. Phần tay phồng cho mọi người, mình mặc rất là che cái điểm và nhìn cực kỳ gọn ha. Xoay một vòng cho mọi người xem xong rồi em sẽ chuyển sang cái màu sắc cuối cùng. Là một cái tông màu thì em nghĩ chắc chắn các chị cũng sẽ rất là thích đây. Và nhớ theo dõi hết clip của em để coi được tất cả 3 màu ha. Và cũng là cái set đồ do em mặc cho các chị hai màu đầu tiên, thì màu này em sẽ phối thành một cái phong cách khác, các chị có thể mặc đi chơi, đi dạo phố nè, đi biển cũng được luôn nha các chị nha. Em phối là một đôi dép cộng với lại là một chiếc túi xách như thế này thôi, đơn giản nhưng mình cũng rất là nổi bật. Màu vàng thì mặc trắng da đúng không các chị, thì ba màu nãy giờ em mặc cho các chị xem là màu nâu, màu đen, màu vàng, màu nào cũng xinh hết và thiết kế giống như trên nhau. Các chị có thể mặc được khoảng 50-60 kg hoặc là hơn luôn, tại vì là nó có cái bo chung cho các chị phần quần với lại là áo luôn ha. Xoay một vòng các chị coi màu vàng nè. Rồi ba màu tổng cộng xong xuôi hết rồi đúng không các chị ơi? Thích màu nào thì mình chọn nhanh cho em, và đừng quên để lại đầy đủ hai thông tin, số điện thoại và mã sản phẩm bên dưới clip này để em tư vấn size nè, cũng như là màu sắc cho các chị, rồi em sẽ giao hàng tận nơi cho tất cả mọi người luôn nha.